Sáng 21 tháng 1 năm 2014 trên địa bàn phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm chết một bé gái. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày. Bà Huỳnh Thị Nga, 48 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, chạy xe máy biển số 63B406224, chở phía sau cháu gái của mình là bé Lê Thúy Vi, 9 tuổi, lưu thông trên quốc lộ 1A về quê đón Tết. Khi đến đoạn chân cầu vượt An Sương thì va chạm với xe container do tài xế Trần Đình Chiến, 31 tuổi, điều khiển, làm cả hai bà cháu và xe máy ngã xuống đường. Hậu quả là bé Vi bị cán chết tại chỗ. Cảnh sát giao thông và công an quận 12 đã đến xử lý vụ việc và bước đầu làm rõ nguyên nhân. Xe cứu hộ cũng đã được điều đến để nâng container lên do thi thể bé Vi mắc kẹt giữa hai bánh xe. Người thân của gia đình nạn nhân cũng có mặt sau khi nhận được thông tin. Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong.